Dưới áp lực tăng trưởng của dân số và kinh tế, đòi hỏi một tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng. Vấn đề này cũng đặt ra nhiều thử thách cho ngành xây dựng như cần một tốc độ xây dựng nhanh, cao hơn để tối ưu không gian và thân thiện với con người, môi trường. Đây là xu hướng toàn cầu đang được hầu hết các chuyên gia đầu ngành quan tâm, đồng thời tìm kiếm những giải pháp vật liệu tối ưu. Với vị thế là một trong những công ty hàng đầu thế giới về sản xuất vật liệu xây dựng, tập đoàn Saint-Gobain đã sử dụng kinh nghiệm hơn 350 năm để nghiên cứu và sáng tạo ra nhiều vật liệu hiệu suất cao, không chỉ đáp ứng về mặt chức năng, còn đạt các tiêu chí thân thiện môi trường, xây dựng bền vững. Tại Việt Nam, tập đoàn tự hào với thương hiệu tấm xi măng sợi Duraflex, sản phẩm đặc biệt phù hợp với điều kiện khí hậu của Việt Nam, được công nhận là vật liệu xanh, thân thiện môi trường. Đặc biệt, chúng tôi tự hào với vị thế dẫn đầu về công suất cũng như thị phần. Để có được sự tin tưởng từ người tiêu dùng và khách hàng, chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố cốt lõi. Tấm xi măng sợi Duraflex có thành phần cát siêu mịn, sợi giấy, xi măng. Tất cả nguồn nguyên liệu đều được lựa chọn từ những nhà cung cấp uy tín hàng đầu thế giới và khu vực. Hệ thống quản lý chất lượng theo chương trình quản lý sản xuất toàn cầu giúp chúng tôi kiểm soát được chất lượng sản xuất từ khâu nguyên liệu đến khi thành phẩm. Khác biệt ở Duraflex so với các sản phẩm tấm xi măng khác chính là vật liệu được sản xuất theo công nghệ chưng áp autoclave, giúp các lớp vật liệu liên kết tốt hơn, đặc biệt đạt tiêu chuẩn vật liệu không nung, thích hợp với các quy định xây dựng hiện đại là bền vững, thân thiện với môi trường. Song song với công nghệ, quy trình sản xuất, văn hóa và con người của một trong top 100 tập đoàn sáng tạo hàng đầu thế giới cũng là một yếu tố giúp thương hiệu Duraflex của Saint-Gobain được yêu thích tại thị trường địa phương. Đội ngũ kỹ sư, chuyên viên nghiên cứu và sản xuất của chúng tôi hàng ngày vẫn nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, đưa ra nhiều sản phẩm hơn để đáp ứng các nhu cầu khác cho thị trường xây dựng như các loại tấm vân gỗ, mặt dựng trang trí nội ngoại thất. Tấm xi măng sợi Duraflex mang đến cho ngành xây dựng Việt Nam một lời cam kết về chất lượng và đồng hành cùng xu hướng xây dựng nhanh hơn, nhẹ hơn và bền vững hơn cho tương lai. Tấm xi măng sợi Duraflex, tấm cứng siêu bền, chất lượng Pháp từ tập đoàn Saint-Gobain.